Có cái bà kia hồi 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 sáng giờ Đức giảng, mà hôm qua bà gặp bà nói, bà lại chùa mình, bà lại Quan Âm lần trước 2000 lại. Bà cầu nguyện chỉ có đúng cái cầu gì nè: chuyến này con lại 2000 lại, con cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho chồng con thay đổi tính tình, biết tu hành, đừng trở ngại con nữa. Bà thành tâm bà lại 2000 lại, mà có nghĩa là bà nói là mệt thấy ghê mà bà quyết tâm bà lại cho bằng được. Chỉ cầu đúng một cái chuyện vậy thôi, toàn tâm toàn ý cầu vậy thôi. Bà nói bà lại xong ở chùa mình 2000 lại xong, quý vị, cái duyên á, đến lúc bà về nhà một cái tự nhiên chồng ổng đòi niệm Phật. Rồi từ đó thì sao, ông công phu tu với bà luôn. Ghê không? Bà nói trời ơi gì đâu mà con không tưởng tượng được thầy của thầy đó. Cái bà đó còn có một bà mới lại 2000 lại mới đây xong, bà về chồng nó quýnh bà chân. Bà chụp tấm hình bà gỡ lại, nó quýnh bà mỏi chân vù vù. Xong bà chửi chồng quá trời. Xong bà nhắn tin bà nói là: thầy ơi con lại 2000 lại về, cuối cùng con phá sạch nhất hết. Chồng con nói con tức quá con cự lại, nó quýnh con sưng cái mỏ. Con chữ từ đời ông cố nó dài xuống tới đời nó. Con ngồi còn suy nghĩ mắt sạch nhất hết cái thầy ơi. Thấy chưa? Nghe giảng đó mà không chịu hành trì, nào về người ta nó cà nhằn cái đầu cự người ta nó giọng một cái mỏ dù dù vậy mà còn chụp tấm hình đưa nguyên cái mỏ nhọn quét cho Những Đức. Những Đức nhắn tin là Những Đức nói đáng đời bà. Ghê không? Bà nói rằng mắt sạch nhất hết, chữ quá trời chữ luôn, tại nó quấn xương cái mỏ chữ quá trời chữ. Nó thấy chưa, một người thì được gì còn một người thì được gì. Vậy thì trong cõi đời này mình tu tập, có những người nghiệp duyên nặng quá thì tu mình mới tiêu có một phần nào thôi, thì nó còn, nó chưa đến lúc phải chuyển sang. Còn cái bà kia, bà vừa phát nguyện mà nghiệp bà nó sắp hết rồi, bà lại tìm 2000 lại nó nghiệp hết luôn, rồi nó chuyển chồng luôn. Nguyên lý tu hành mình phải hiểu vậy đó, chứ không phải mình nói mình đặt vào vai trò cái chuyện Phật Bồ Tát Linh là chuyển ông chồng mình ông đi tu vậy. Mà mình phải tin vào cái việc mình tu tâm sửa tính, rồi mình chuyển được cái nghiệp mình chuyển luôn cái nghiệp chồng mình. Cái này mình phải là tự bản thân mình phải tin mình bản thân mình, rồi mình tin vào cái nguyện Phật Bồ Tát là nhẫn nại từ bi thương yêu và tha thứ, rồi mình hành trì mình dựa vào đó để mình áp dụng. Vậy thì cái tu mình nó có kết quả dữ lắm. Còn nếu như bây giờ mình tu mà mình cầu nguyện những điều đó không được, mình nói Phật Bồ Tát không linh tầm bậy rồi. Sự tu của mình là cái sự tin tưởng, lòng tin của mình nó không có chánh tín, mà lòng tin mình nó hướng đến mê tín, là cầu nguyện được thì cho là linh, mà không được thì cho là không linh. Đó gọi là lòng tin có sự dờ đổi, lòng tin không kiên định, lòng tin mê tín. Nên lòng tin mình phải làm sao hiểu biết kìa. Lòng tin mình dưới sự học Phật là phải hiểu biết, nó phải nhận thức được sự hiểu biết đó sâu sắc. Vậy thì cả đời mình học Phật mình có bị cái gì mình cũng lòng tin mình sâu sắc đối với Phật Bồ Tát. Mà đối với Phật Bồ Tát mình quay lại lòng tin đó thì nó chuyển nghiệp. Mà đối với Phật Bồ Tát mà mình mất lòng tin đối với Phật Bồ Tát là tự nhiên cái phước duyên của mình bị mất. Nên vị nhớ một câu: người tu hành có phước phải có duyên thì mới có được niềm vui. Nhớ nghe, câu này hay á. Hồi đó Nhà Đức từng nói là duyên thì mới tới phước. Nhưng mà tại sao câu này Nhà Đức nói là có phước phải có duyên? Có những người người ta đời trước đã tu phước rồi, đời này người ta có phước, nhưng người ta rất khó tính nên người ta không có duyên. Phước thì người ta tu rồi, còn cái người mà chưa có phước đời trước thì phải tu duyên và phước. Duyên nó mới đến phước, duyên phước, hiểu không? Còn người có những đời trước ta tu rồi, phước người ta rất dày, nhưng người ta lại không có duyên. Nhưng Đức hỏi quý vị không có duyên sao bị vui? Đơn giản là đứa nít nhỏ xíu xíu, nó thích Nhận Đức, nó chạy lại, nó đưa cái mặt gì nè, thay, ý cái nước nựng đi.
đứa mặt nó thấy thấy đứa mặt vậy đó, nghĩ đi nó. Nhiều cô lớn lớn mà gặp mà chạy lên đấy. Thôi bà mà đi chỗ khác giùm, đứa nít thì được cho bà mà đưa kỳ cục luôn. Thấy chưa đó. Nhưng mà cái cảm giác cái đứa con nít vậy thôi mà cảm giác mình đã thấy vui. Vui gì? Nó có duyên thì mình có duyên không có thương mình, mà mình khi có duyên thì mới có niềm vui, mà mình không có duyên sao có niềm vui. Khi mình không có duyên thì mọi người ta xa lánh mình hết. Khi mình không có duyên là mọi người ta xa lánh mình hết, mà mọi người ta xa lánh mình sao mình vui. Mà khi mình đã là không có duyên thì mình có phước dày, nhưng mà nó tổn phước. Tại vì mình không có duyên rồi mình nổi lòng sân si bực bội. Khi mình không có duyên là mình làm nhiều thiện, nhiều việc thiện, việc tốt, nhưng mà mình không có duyên thì người ta không có chú ý tới mình, người ta không có cảm ơn mình, người ta mới bực bội với mình, người ta nói mình nên mình tức. Khi mình tức thì mình tổn phước. Đó, ghê không? Nên có phước mà không có duyên là không có niềm vui đâu. Nên còn cái người mà chưa có phước duyên gì hết, phải tu duyên rồi mới có phước. Duyên là để cho ta thích, thích rồi mới có phước, là mình mới làm được sự nghiệp thì nó mới thành công. Nên là duyên là ai gặp mình là ta thích liền à. Mà thích rồi thì mới có cơ hội, thì mới có cái tu phước. Đó, quan trọng chưa? Không, những cái mà những đức giảng quý vị dễ hiểu lắm quý vị ơi. Có những người ta nói cho rằng là nó quá dễ, người ta không chịu để ý. Chứ thật sự những đức giải thích dễ hiểu ghê luôn. Như mà những đức giải thích cái ly nước thôi mà người ta nói công nhận thầy giải thích, công nhận con thấy quá hay. Cách giải thích của ngài nó đặc sắc gì đâu á. Nó cực kỳ hay luôn mà nó lại thông minh nữa, chứ không phải chuyện đơn giản. Những đức giải thích dễ hiểu ghê luôn. Như đức nói nước cũng như là phước. Cả đời con người người ta không hiểu nguyên lý này. Bây giờ nhà người ta có phước nước nhiều gì nè, nó giàu rồi, nó ác thì nó cũng giật xuống một chút nước thôi. Nhưng nó còn nước nhiều quá nên nó trúng số. Thì mình ở nhà nghèo là mình không có phước, cái ly nước mình là ly không. Mình cứ ngồi đó mình cầu không à, làm sao có nước. Mình phải đi kiếm nước, mình đổ vô nó mới có nước. Ngồi đó cứ mỗi ngày mua giấy số, rồi lên bàn thờ ông cố nội, ông cố ngoại để cầu. Cầu trúng số, có mà. Bắt đầu cầu không được, cái nhà cái bên nó giàu mà nó ác. Nó ác thì nó giật một chút nhưng mà nó còn, nhiều quá nó còn. Thì bắt đầu là ngồi bên nhà nghèo cũng đây chữ quá, dùng cái thứ ác ôn mà sao ông chờ cũng thương nó. Ông chờ làm như ông nịnh nhà giàu. Nó giàu mà nó ác, nó chửi cha mắng mẹ mà nó còn trúng số nữa. Thứ này mà nó trúng số, ông chờ sao ông nịnh nhà giàu nữa ông chờ. Ông mà cũng nịnh nhà giàu nữa hả? Còn nhà tôi nghèo muốn chết, kiếm tấm giấy số chúng cũng không cho. À, thấy chưa? Có những người ta chửi vậy đó. Rồi thấy người ta giàu quá, cái tức ghét, nghèo quá. Ngồi bên đây nhậu, uống rượu đế, bên kia nó uống bia nó la ấm sùm. Nó uống bia nó mua thịt chó, thịt mèo rồi giờ nó ăn. Còn bên đây thì mua có hai cái lòng tông. Có hai cái lòng tông như xíu. Ngồi uống rượu đế, tức quá uống xong cầm chai rượu chỉ của bên kia chữ. Cái nhà mày thế nào cũng sập. Tao nói nhà mày sập, chữ sùm chu ẻo nhà người ta, thấy chưa? Đây là đã hết phước rồi mà còn kiệt phước, còn nợ nghiệp nữa. Chưa trả xong gì hết mà đã tạo nghiệp thêm nữa. Thấy không? Chịu thua hoàn toàn luôn. Thấy chưa? Nên ví dụ này là quá dễ hiểu luôn. Nên cái nhà ác mà nó vẫn giàu là do phước nó đời trước tu quá trời dày. Như Tào Tháo á, ổng là thiền sư đời trước đó. Ổng giết không biết bao người mà nói, mà ổng tới cuối cùng không ai giết được ổng. Kinh khủng không? Cả mà thằng Y Hoa Đà mà Tào Tháo cũng giết luôn. Thằng Y Hoa Đà là bậc thằng Y đó, Tào Tháo giết luôn. Còn khi Tào Tháo chuẩn bị chặt cây, thằng Tối lại hiện đến nói cây đó ngài không có chặt được vì có thằng ở trong đó. Ngài nói đất này của tôi, cây của tôi, thằng cũng của tôi. Ngài kêu người chặt đi, chặt một phát xịt máu. Ghê không? Rồi bắt đầu cái đầu Tào Tháo bị nhức. Đầu Tào Tháo nhức xong kêu thằng Y Hoa Đà đến khám. Thằng Y nói rằng bây giờ phải mổ não ra. Thằng Y Hoa Đà là cao thủ mà,
thờ đó chưa có y học gì hết mà ông nói mổ não Tào Tháo ra, nó cạo mũ trong đó ra rồi trị sẽ hết. Tào Tháo nói ông định giết tôi hả? Tại Tào Tháo là người nghi ngờ, ông định giết tôi hả? Đem ông ra xử chạp, giết ông đi, ông này muốn giết tôi. Làm gì có cái chuyện con người mà mổ đầu ra, cạo mũ trong não ra rồi trị bệnh, không có chuyện này đâu. Nên giết ông đi, giết thằng Y Qua Đà. Ông làm bao nhiêu chuyện vậy mà ông vẫn tồn tại à? Ông sống tồn tại bình thường, tới cuối cùng ai giết cũng được đâu, tới già ông chết luôn. Tỉnh táo vô cùng, Tào Tháo chết rất tỉnh táo. Tại vì đời trước là bậc thiền sư. Trong Ấn Quang Đại Sư có nói bậc thiền sư tu hành mà gọi là giống như đạt thiền định đó, nhưng mà chưa có triệt ngộ, chưa có giống như minh tâm kiến tánh thành Phật. Ông quay lại, ông là bậc tướng, ông thông minh kinh khủng mà lại gian ác, danh lợn gian ác ghê chưa. Nên Ấn Tổ ngày nói mình tu có phước đời sau của mình sẽ là người giàu sang. Mà giàu sang khi mình không tu nữa, bắt đầu mình ác, đời thứ ba mình đi đọa lạc, không giỡn đâu. Nên Tào Tháo mà cuối cùng vẫn là tỉnh táo sống. Ông chết rất nhẹ nhàng. Nhưng mà trước khi ông chết, ông di chúc gì nè. Khi ông chết xây cho ông 72 phần mộ, 72 cái mộ đều để tên của Tào Tháo, y rang luôn. Xong rồi chôn cho ông trong 72 cái mộ đó, để cho người ta không kiếm ra mộ nào của Tào Tháo. Tại vì ông quá ác, ông sợ người ta lặt mộ ông, chết mà còn sợ gì đó, kêu chôn 72 phần mộ. Kinh không? Nên từ nơi đó mình thấy rằng một con người có phước báo, nhưng mà nó tạo nghiệp cỡ nào nhưng nó vẫn còn phước, nhưng cuối cùng cũng phải chết hết phước. Và có người đâu 500 năm sau hay mấy trăm năm sau gì, 100 năm sau gì đó, là người ta giết một con heo, người ta mổ bụng ra, thì trái tim để hai chữ Tào Tháo, nghĩa là Tào Tháo chết đi, sau này hết phước là ông đọa làm loài súc sanh. Thấy không? Thông minh kinh khủng luôn, tạo bao nhiêu nghiệp vẫn là còn phước báo, nhưng mà đâu có được siêu thoát đâu, cuối cùng phải đọa lạc. Nên từ nơi đó mình thấy rằng là Phật Pháp mình tu hành, mình có một con đường giải thoát. Nên trong cái thời gian mình tu hành, có khi mình làm bao nhiêu chuyện mình cũng suy nghĩ đủ cách. Nên thôi giết rồi, lương tâm mình nghĩ, không có muốn suy nghĩ gì nhiều. Suy nghĩ mỗi ngày sống với con người thương yêu nhau, cảm thấy có niềm vui và yên tâm là cũng hạnh phúc quá. Tại vì con người mình nó cũng thông minh lắm chứ không có giỡn đâu. Thủ đoạn rồi mình cũng biết cách hết. Thường á, như Gia Cát Lượng đồ, như Đức Coi Tam Quốc, thông minh người ta vẫn đón nhau được hết trơn quý vị. Thông minh là đón được hết trơn. Nhưng mà thông minh cỡ nào người ta cũng có người biết mình chứ, đón được hết trơn. Nhưng chỉ có chân thật là bình an nhất. Chân thật là mình sống đơn giản bình dị. Nên có những người đặt câu hỏi gì sao mà ông này thấy ổng cũng không có bình thường. Không bình thường là giống thần kinh. Tưng 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 tưng. Mà sao nhiều người đi theo ổng thế ghê. Những đức biết được chúng sanh bây giờ nó tưng 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 nhiều. Nên mình mới tưng 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 tưng. Mà tưng 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 gặp tưng 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 tưng, quý vị thấy cái tay đờn không? Tưng 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 tưng. Đó, thấy chưa? Nó đàn vô vậy đó, đàn vô mà. Tưng 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 tưng. Thấy chưa, nó vô liền, thấy chưa? Đó thì nó cái dạng nó nhiều quá nên nó vô được cái khớp đó. Nên đông người đi theo nó giống nhau nhiều quá. Đó, đánh được cái tâm lý đó. Chứ bây giờ nó tưng 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 mà mình đi tí 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 tí. Mình ví dụ như mình đàn đi tí 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 tưng 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 không có vô. Nó đâu có vô đâu, nó hai nhịp khác mà. Còn mình thì tưng 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 tưng. Nó lại vô nhịp. Đó thì những đức là được con cái hiểu được nguyên lý rồi vô nhịp được. Khi vô nhịp được thì có người thích, nhiều người nó nghe. Nghe rồi mới vô đó, rồi mới chuyển nó lại, mới điều chỉnh nó lại. Mới vạch ra cho nó nghe gì gì gì, rồi chọc cho nó cừ. Khi nó cừ hả hê rồi, lúc đó nó quên buồn. Nó cừ hả hê nó mới quên buồn.
nó quên buồn rồi thì lúc đó nó mới vui. Mà nó vui rồi thì nó mới hết hẹp hòi. Mà nó hết hẹp hòi thì nó mới biết cúng dường. Thấy chưa? Cái cách dẫn dắt của những đức á, cách dẫn dắt của những đức là làm cho người ta vui rồi người ta mới xả cái tâm keo kiệt, gọi là xả sang tham. Xả rồi người ta mới thấy an lạc. Vì người ta xả cái tâm keo kiệt người ta mới an lạc. An lạc rồi người ta mới cảm ơn những đức là nhờ thầy mà giúp con an lạc. Đó, vị thấy không? Cái cách làm việc mà, cái cách giảng pháp mà nó điều chỉnh, ngày từng nào người ta cũng đến. Mà người ta mê, thiệt là mê mà người ta ngồi mà người ta say đắm, say sưa. Thấy chưa? À, rõ ràng người ta ngồi say sưa, say đắm mà. Nó, có khi mà những đức giảng trên đây mà những cô dưới cô tự nhiên mà cô làm nào là trái tim đồ làm đồ dữ dằn lắm. Tại vì sao? Người ta thích làm cho người ta vui. Khi người ta vui quá rồi thì trong lòng người ta nó hết buồn. Mà khi người ta hết buồn rồi là tự nhiên thì người ta sẽ vui. Mà người ta vui rồi thì người ta hết buồn. Nguyên lý vậy thôi. Còn nếu mà người ta buồn quá thì người ta hết vui. Đó, nguyên lý đó là như vậy mà. Nó rất là đơn giản luôn quý vị. Nên những đức nói câu rất dễ hiểu. Vui là viên thuốc trị bệnh buồn, mà buồn là viên thuốc trị bệnh vui. Mà khi buồn là con người nó sẽ rất keo. Con người khi buồn rồi là tâm nó đi vào tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực. Rất là tiêu cực luôn. Bây giờ nhà Đức nói vị nghe chứ, cái độ sanh bây giờ không có tiền, không có độ sanh được. Khổ sẽ nghỉ tu. Khổ sẽ nghỉ tu, nó thật lòng mà nói khổ sẽ nghỉ tu. Quý vị để ý đi, một cái nơi mà quá khổ mà nếu không dạy đạo là sẽ không có người. Một cái nơi khổ thiệt khổ mà có đạo thì vẫn có người, nhưng mà người không đông. Nhưng toàn là những người chuẩn dữ lắm, mà người không có đông, rất ít. Độ sanh vậy thì gọi là đa phần là giống như độ về căn cơ, căn cao. Còn muốn độ về tam căn như tịnh độ là phải phong phú, phải rộng rãi phong phú. Quý vị biết đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày đi đến đâu giảng, pháp thí mà ngài chở đi xe ngài chở lên trước. Ngài mà chuẩn bị đi đến đâu giảng là trước nhất ngài gỡ tiền cúng dường cho nơi đó trước. Ghê chưa? Cúng dường trước luôn, khỏi có nói vòng vo. Mà tiền của ngài cũng là tiền của người ta cúng dường không á. Mà người ta dùng, ngài dùng tiền, ngài dùng cho chúng sanh mà tôi đâu có sợ. Tôi đâu có dùng cho cá nhân. Ngài chuẩn bị đi đến đâu giảng là ngài sẽ gỡ tiền đi đến đó, số tiền rất là lớn cúng dường cho nơi đó. Rồi ngài đi đến nơi đó là ta đi ra, ta đứng ta đợi, ta đón ngài. Ghê chưa? Kinh hồn. Và ta gỡ xe đồ pháp thí đến, lỡ đó trước đi rồi ngài mới đến đó giảng. Giảng xong cho đồ đó, nên pháp duyên của ngài cực kỳ thù thắng luôn. Là do cái tâm ngài quá rộng rãi. Ngài làm gì có chúng sanh nhưng mà ngài còn rộng rãi nữa, nên phước ngài rất là lớn. Nên duyên, pháp duyên của ngài dày, trời ơi, khắp nơi trên thế giới pháp duyên ngài dày lắm. Nên cái người tâm lượng rộng mới độ pháp duyên dày. Chắc chắn luôn. Người tâm lượng rộng lớn mới độ pháp duyên dày. Chắc chắn luôn. Như giờ những đức nói thiệt với mấy đứa nhỏ 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 nít, mấy thằng trai bên kia kìa. Trời ơi, có nhiều rồi, những đức cho đứa 200 ngàn viên cái gói ôm. Và hỏi phải cho cái gói ôm. Vài bữa sắp về những đức cho đứa 200 ngàn. Mà cái tấm lòng của mình thương nó, mình cho nó, nó gặp những đức như fan hăm dọ. Nó gặp những đức nên là qua là nó làm nè. Trời ơi, thấy không? Vậy thì về sau mãi mãi về sau, mỗi lần nó thấy cái tên mình, nhìn mình là nó đều ấn tượng đẹp. Đó là duyên đó. Duyên để độ nó. Tuy có 200 ngàn mà cả đời nó nhớ. Sau này cuộc đời mình lỡ có những sự việc gì khổ đau, nó nói ngày xưa còn nhỏ nhỏ đi đến chùa thầy thương thầy mua đồ cho ăn, rồi thầy còn cho tiền, cho gói ôm. Cái ăn tình nó nhớ cả đời, nó ấn tượng đẹp đối với người xuất gia. Nghe thấy không? Là cái duyên phước nó lớn, nó ấn tượng đẹp với người xuất gia. Sau này mình già, mình nằm chỗ đi chăng nữa, nó cũng sẽ đi tìm mình, mua đồ ăn, mua cháo lao cho mình ăn, mua sầu riêng cho mình ăn, cho mình mau chết. Đó. Nhưng Đức nó bảo là 100% chỉ có 200 ngàn đó thôi đó. Nhưng mà nó có thể sau này là cả đời nó tưởng nhớ tới mình. Cái việc độ sanh đó là nghĩ về xa đó.
Nó nghĩ xa đó, chứ giờ mình nói của Tam Bảo, giờ cho nó là của Tam Bảo nặng nề, nó không, không phải gì đó đâu. Cái đồng tiền của Tam Bảo là nguyên lý là để độ sanh thôi. Phương pháp nào cũng là để độ sanh thôi, miễn là của chúng sanh dùng là độ sanh hết, không có ăn thua gì hết chứ. 100% quý vị luôn. Còn họ thành đạo hay không thành đạo là chuyện của họ, mình dạy hết lòng mình thôi. Chứ mình không có giải quyết được cái vấn đề đó cho họ đâu. Ai cũng vậy chứ, ai đi về đâu là về đó của họ. Còn bản thân chúng ta hãy kết duyên thật lành với họ đi. Kết duyên thật tốt với họ. Thì dù cỡ nào đời đời cứ tiếp gặp nhau đều là duyên lành, duyên tốt không. Vậy thì đời mình quá hạnh phúc rồi. Chứ mình đừng có nghĩ đến cái chuyện bây giờ phải độ họ giảng sanh về cực lạc. Cái giảng sanh về cực lạc không phải do mình muốn mà được đâu. Mình dạy họ hết lòng rồi, còn họ đó là mới là cái việc quyết định. Giống như đứa con mà đã nuôi nó lớn rồi, bây giờ mình cho nó học và mình chỉ nó cái nghề đó. Quan trọng là nó có học đi đến cái nghề đó hay không là nó, chứ không phải là do chúng ta đâu quý vị ơi. Hả? Rõ ràng luôn á. Nguyên lý này mà hiểu rồi là rất tự tại luôn, cực kỳ tự tại luôn. Khỏe lắm. Mình rất là khỏe, thường mình rất là vui nhiều luôn, mình không có bị nặng nề đâu. Những đức thật sự, những đức hướng dẫn Phật tử nhiệt tình, hết lòng. Những đức chưa bao giờ đọc vấn đề này. Đối với các cụ già, mấy bà già mấy chục năm, bà là mấy chục năm mà. Tờ giấy này, những đức thì tờ giấy lem, còn bà là tờ giấy muốn rụng luôn, sắp sửa rụng luôn. Mình nuôi bà mà có thể cho bà được niềm vui một chút, cho bà được cái hạnh phúc một chút, đó cũng là cái nhân để độ bà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn nhiều bà thì thiện duyên dày thì tốt. Còn nhiều bà thì mình cũng độ bà bằng cái cách là nhiều đời nhiều kiếp, chứ đâu phải dễ đâu. Nó tờ giấy nó rách hết trơn, mà giờ kêu mình phải ghép lại làm sao để nó lành lặn, khó. Thôi mình chỉ cần mở tâm từ bi ra mình thương, để đời này mình đi đến đây ít gì nó cũng có cái duyên phước mình tu được đặc biệt. Điều đó là tốt cho bản thân mình rất là lớn. Tốt cho bản thân mình rất là lớn. Nên từ hôm nay lễ vía đồ tổ chức nó cũng rất rõ ràng. Qua trận lễ này, chùa chiền chúng ta đối với ở bên Đại Tùng Lâm đồ anh em đồ được gặp nhau, nói chuyện với nhau rõ ràng hết rồi. Sau này rất là rõ ràng, không có gì nữa chứ. Nên những đức thấy rõ ràng mấy vị ơi. Nên ở trong chùa từ đó tới giờ, đối với người trong chùa, những đức đều cho họ giao lưu với nhau chứ. Giao lưu nha, để nó có một cái sự gì tìm hiểu nha. Những đức hồi đó giờ đến đây 10 năm giờ được cái duyên mấy anh em được ngồi nhau bữa nay sát, thì tự nhiên ngồi nói chuyện với nhau thì anh em thấy cũng không có gì khó khăn. Nó rõ ràng luôn. Có những người gương mặt thấy cũng khó ghê, nhưng khi nói chuyện ra đâu khó đâu. Nên thật sự mà nói nhìn mặt cũng khó đặt tên quý vị. Đừng có nói nhìn mặt mà đặt tên, coi chừng đặt sai. Có những người gương mặt hiền nhưng mà nó lại không hiền, nhưng có những người mặt dữ mà lại hiền sao. Nên cuộc đời này mình cũng không đoán được đâu, thấy không? Như những đức mặt dữ mà lại hiền, thấy không? Ai biết được đâu quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà anh em được gặp nhau, giao lưu nhau là hay, hay. Rồi anh em gặp nhau, nói hồi nửa tháng gặp nhau lặng, có gì trao đổi. Lễ lọc thì mình cái trình hòa thượng cái chương trình gì đó là xong. Rồi gặp anh em mình trình lên sự việc lễ gì nó khỏi đạp chân nhau, rồi xong. Việc của mình làm đặc biệt. Hồi sáng mấy anh em cũng nói mong cho ông làm được chùa thành tụ chung thôi. Nhưng nó thật sự mà nói thì bản thân mình cũng có lỗi, là có khi mình nghĩ mình làm được, có khi mình cũng không có, có qua lại. Bản thân mình không có hạ mình qua lại, thì người ta lớn hơn mình mà, ta qua mình làm gì. Nên từ nó đó mà nó càng ngày nó càng xa luôn. Nó có những cái mà nó thật sự có những sự việc mà không phải nó lớn lao quá đâu quý vị, nhưng mà do gì con người chúng ta không được gặp nhau, không được nói ra nhau. Nên hồi sáng thì có nói một câu, đây cũng là bài học để nhắc chút. Đối với người trên á, mỗi một ban bệ mà mình làm việc á, có cái chuyện gì á, mình đừng có vội vàng đi nói với người trên liền. Mình đi nói với người trên liền thì mình sẽ mất lòng đối với người chung tay với mình.
Ví dụ như là nhóm liên nhận trưởng ban, có chuyện gì mấy đứa sai gì nói mấy đứa, thầy lo gì, mà giờ mình không có làm đúng thầy buồn. Chị nói em nghe thầy, chị sẽ trình lên cho thầy để thầy sắp xếp. Mình cho người ta một hai lần, việc nó cũng không có quan trọng quá, thì mình nói cho người ta nghe đi. Rồi người ta không nghe nói thì được rồi, chị đi bạch với thầy, rồi lúc đó để cho thầy sắp xếp. Người ta tâm phục khẩu phục mình, người ta không có trách mình. Nhưng mà chuyện gì mà vừa đụng cái mình chạy đi nói cho thầy nghe liền, một là bận tâm thầy, hai là cái người làm việc với mình người ta sẽ bắt phục mình, người ta sẽ ghét mình lắm. Tại vì mình không cho người ta cơ hội, nào mình nên cho người ta cơ hội, đó là sự bao dung. Nhưng Đức nói tâm bao dung thì mới có phước báo. Tâm mà không bao dung sao có phước, tâm bao dung thì mới có duyên, tâm không bao dung sao có duyên. Đó, nên từ nơi đó mà khi ngồi lại với nhau nó xây dựng. Nó hay. Nên những Đức nói rằng tất cả đoàn thể từ tu hay đờ đạo, rồi gia đình, người trên nên có cái sự mà làm chủ trì đại cuộc, để cho con cái hoặc là đoàn thể thì tử được có cơ hội cởi mở để mình làm trọng tài. Trọng tài để cho tụi nó nói chuyện, rồi mình đứng cho mình sắp xếp. Vì thì nó rất là hay. Chùa mình đông người mà có thể anh em hòa thuận được là do lúc nào những Đức cũng cho anh em được gặp nhau, ngồi về lại với nhau để cởi mở. Những Đức nói thiệt với quý vị, nếu như quý vị gặp một người như những Đức mà quý vị có những Đức là quý vị sẽ có tất cả. Có những Đức quý vị sẽ có tất cả 100% luôn. Tại sao phải không? Những Đức ưa đi phía sau lo cho người ta và động viên người ta lắm. Tại vì những Đức hiểu ngoài đời ngày xưa, chính bản thân những Đức nè, mình thích uống bia lắm, với thích ăn cánh gà chiên nước mắm, với uống bia Sài Gòn đỏ. Rồi xong cái người ta làm nhờ làm gì nè, em phụ anh này chút, chút anh em mình thằng hai chai bia Sài Gòn đỏ với dĩa cánh gà chiên nước mắm, nó được. Làm quá trời luôn. Thì mình đã, từ ngoài đời mình đã vậy rồi, mình kinh nghiệm. Sau này mình đi nuôi chúng mình nói ô thì ra là con người đối với cái ăn á, cái ở nó quan trọng lắm quý vị ơi. Bản thân mình cũng vậy nữa, ngủ mà nói chứ nằm giặt nằm dựa khó lắm quý vị ơi. Ví dụ như lâu lâu lễ lọc ngày hai ngày, chứ nói mà nằm hoài có đó hay sao tu nổi. Lâu lâu ngày hai ngày chịu đựng mà nằm đông ì thở ra hít vô chịu được, nằm mồ hôi mồ kê mà gán mà nằm, chứ nói chứ lâu ngày chịu không nổi đâu. Nên Phật nói lấy khổ làm thầy, chứ mỗi căn tính thôi, chứ không phải ai cũng lấy khổ làm thầy được đâu. Nó mình mà tới đời mình lấy khổ thì thầy lầy dơ, khổ quá nó dơ luôn, nên khổ của thầy lầy. Còn ngày xưa thì người ta lấy khổ làm thầy, mà cái chí của Phật nó rộng, lấy khổ làm thầy là mọi mặt làm thầy, giống như vui vẻ dẫn tu và cầu giải thoát, không phải là cầu ở đây. Khổ đau cũng niệm Phật cầu giải thoát, chứ không có khổ đau, cái đó là lấy khổ làm thầy, nhớ. Chứ không phải là mình đi đầy đủ mà mình đi khổ đâu, không phải. Không phải đâu, mà con người bây giờ mà khổ quá họ không có ở quý vị ô. Khổ quá không có ở, thật luôn, hiếm lắm. Hiếm có người mà làm được điều đó lắm. Nên từ nơi đó mà mình nuôi chúng mình kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm đó là tại vì bản thân những Đức ngoài đời ngày xưa những Đức hiểu. Bây giờ mình nói vô đạo thì nó khác đời. Không phải đó vị ơi, nó chưa đạt đâu, nó chưa gì đâu. Nó đều có thời gian dữ lắm, có thời gian dữ lắm cho người ta được ở trong ngôi nhà tam bảo từ từ, để được tích lọc cái tâm người ta từ từ rồi nó mới có được cái tâm quý mến tam bảo. Thí dụ như trẻ trẻ đi quý vị, những Đức nói thiệt quý vị chứ, ngoài đời nó đi làm, nó lãnh lương, nó đi chơi, nó mua đồ, mua sắm. Còn giờ vô chùa nó sống mà nó không có giữ tiền, không xài điện thoại, mà chỗ ăn, chỗ ở nó mình mà không lo đồ đạc nó mình không cho. Nó nói tờ làm quanh năm mà không được cái gì, khổ quá trời khổ mà ở đây làm chi. Bắt đầu là người này cái nói này, người kia nói kia là nó đi hết trơn à. Trời ơi, chứ đừng có nói không có ở đâu. Nó thiệt luôn, cái đây là tâm lý những Đức sống hiểu nè. Tâm lý những Đức từ ngoài đời những Đức sống nè, những Đức hiểu ra con người và sâu sắc gần con người những Đức hiểu.
Nên con người cái ăn cái ở quan trọng lắm quý vị ơi, rất là quan trọng luôn. Mình vô cái giường mình nằm sạch sẽ đi mình thấy thoải mái. Mình vô cái giường mình nằm mà dơ quá đi mình khó chịu lắm, đừng nói lấy khổ làm thầy. Nên những đứa của nó là lấy khổ làm thầy lầy, là nó dơ đó, nó bày hay, nó nghĩ tu, tâm trạng bất thường không ổn định đó. Nên mỗi một người mình phải hiểu nguyên lý này. Nên họ không lãnh lương lãnh gì, cho nên những đứa lo cho họ cuộc sống rồi chỗ ở đồ đàng hoàng để chi, để cái tâm trạng họ vui vẻ họ mới đi phục vụ đại chúng được. Họ vui họ mới phục vụ đại chúng được, họ buồn sao phục vụ đại chúng được đấy. Rồi cái nguyên lý này mà nếu chùa mà không có một người này là mất tất cả đó quý vị. Chùa không có người này nó sẽ mất tất cả luôn. Tại vì sao? Vì không có người này để bảo vệ lo lắng cho họ là họ sẽ không bao giờ ở, và Phật tử cũng không bao giờ về tu. Phật tử người ta không về tu đâu. Tại vì cái tâm lý của chúng đã không vui thì không ai phục vụ. Mà đã là không ai phục vụ thì người ta lỡ người ta ở tu, ai lo cho người ta mà người ta ở tu? Hoặc là cái tâm trạng người ta đã bực bội rồi thì người Phật tử nào đến tu thì người ta cũng cự Phật tử chứ, người ta chửi Phật tử, người ta la Phật tử. Thì từ nơi đó Phật tử người ta đâu đến chùa. Tại sao chùa có nhiều chùa người ta không đến? Là vì do không lo cho cái người trong chùa, nên người trong chùa không lo cho Phật tử. Nên Phật tử người ta đi đến đó ở tu, người ta đi về liền vì người ta thấy nơi đó ở không được. Nên người ta đồn ra đừng đến chùa đó, bà ơi tôi đến rồi tôi biết rồi, không có ở được đâu. Mà vô chùa đó không có tu được, không nghe ai dạy gì hết, nên không có người đến. Còn chùa mình tại sao nhiều người ta đến? Vì chùa mình khi người ta đến có một tổ chức vui vẻ lo cho người ta, ai cũng niềm nở lo cho người ta. Nên từ đó mà người ta mới đi đến đông. Rồi gặp ông thầy vui vẻ nói chuyện người ta cười. Nên người ta một người ta đồn 10, 10 người ta đồn 100, 100 người ta đồn ngàn, ngàn đồn 10, ngàn 10 ngàn đồn thành bây giờ 20 ngàn. Nó rõ ràng không? Nó bây giờ quý vị nghe những đức giảng vì thấy chí tình chí lý chưa? Mà nó lại rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Mà không chịu làm thì thôi, rất dễ hiểu mà người ta không làm. Mà nhà Đức làm thành công rồi đó. Đó, nên cái nguyên lý của nhân sinh con người mình phải nắm được nghe quý vị. Nếu không mình không có độ sanh được đâu. Chắc chắn mình không có độ sanh được đâu. Khó lắm con người bây giờ mà xã hội đang phát triển. Nên con người nó không chấp nhận được cái khổ quá. Đó, nên mỗi một con người mình tu hành nguyên lý này mình phải hiểu. Nên nhà Đức nói rằng là thương yêu là một phương pháp để độ người. Chắc chắn luôn, thương yêu là một phương pháp để độ người. Nhiều người hỏi như Đức, ủa sao ông có cái bùa gì mà ông nói nít nghe răm rắp? Tôi nói bùa gì cho nó ăn thôi chứ nói răm rắp thôi chứ. Mình cho nó ăn uống đàng hoàng đi, như bây giờ ông cho tôi ăn tôi cũng nghe lời ông nữa. Giờ trời ơi, mỗi ngày bây giờ ông tôi thích ăn cái gì ông cho tôi ăn, tôi nghe lời ông liền cái gì đâu. Đơn giản thôi. Nói này là bùa hả? Nói bùa gì này là nó mồi. Mồi. Trời ơi, Phật đã nói cái câu rõ ràng mà mình không chịu để ý. Phật nói có thật có vật được đạo. Bây giờ khát nước mà không uống sao chịu nổi. Đúng không? Những đức hỏi, quý vị đang khát nước. Người ta đem ly nước là uống quý vị mừng không? Người ta đang thèm đồ ăn mà cho đồ ăn, thích không? Vì thích bạn đồ đẹp cho đồ đẹp, thích không? Quý vị biết khi mà Đức Chúa Giêsu ngày đến nước Mỹ ngày độ sanh là ngài có thần thông. Là người ta đói người ta cần cái gì là ngài biến cho người ta ăn đấy. Người ta theo ngài quá trời luôn. Ngay cái lúc đó ngài mới giảng pháp. Đó, cái nguyên lý của Phật Bồ Tát thì hiện cái cảnh giới phù hợp rồi độ sanh bằng cách đó. Nên người ta theo ngài quá trời. Khi ngài mắc xong rồi. Không? Bị hại mắc. Mắc xong rồi thì bị biết rằng là cái xác này ta đem đi xong người ta lỡ người ta coi thì cái xác này để đó khi ngày mắc rồi biến mất tiêu. Nó có những cái điều mà nó kỳ bí lắm quý vị ơi. Nên người ta mới thấy đây là bậc thánh tôn sùng tín ngưỡng nào đó. Mà cái nguyên lý độ sanh người ta có thần thông, người ta biến hóa ra những đồ ăn đồ cho cái người đó nên thu phục người ta ghê không. Còn mình không có biến được. Mình có tiền thì mình cho người ta ăn, mình cho người ta ăn thì mình đổ người ta được. Nó giống như con cá, cái vị muốn bắt nó thì quý vị phải cho nó mồi, thấy không? Nó rõ ràng chưa? Cái vị phải đưa nó miếng mồi thì nó mới chụp lưỡi câu, mình mới dỡ nó lên, hiểu không? Hồi xưa những đứa bắt cá,
Nè, vì bận đêm á, cá lòng tông nó lội dưới nước, xong những đức mới rải xuống miếng cám, rải miếng cám cái những đức ở để ở dưới là cái lưới ở dưới, ở dưới, xong những đức rải cám lên trên, cái cá nó lội lên, cái những đức nhẹ nhẹ, những đức dở lên, những đức nói mày bị bắt là vì lý do mồi đó, ghê không? Vậy thì sau này đậu xanh cũng y rang có khác đâu, cái đậu xanh nó cũng mình bắt con cá đó vì bằng thịt ăn. Nhưng bây giờ mình đậu xanh là mình thương yêu người ta như bản thân mình cũng cần được thương yêu. Thì mình thương yêu người ta như bản thân mình được thương, muốn người ta thương yêu mình. Nhưng bây giờ ai cho đồ tôi cũng mừng chứ. Sao mừng chen? Cho đồ mà không mừng. Cho đồ thì mừng chứ, đúng không? Ai cho tôi là tôi mừng à. Ví dụ như các cô ông chùa mình những đức dạy với khôn. Hỏi những đức cho thích không? Dạ cho thì thích chứ. Cho mà không thích ngộ kia. Đẹp không? Đẹp, cho là đẹp mà. Cho là đẹp mà nó dạy cho nó không đẹp. Không đẹp mấy mốt nghĩ cho là sao? Cho là đẹp à. Cho gì cũng đẹp chứ, thấy chưa? Nó là người rất là khôn. Cho là đẹp mà, đồ cho mà. Hiểu không? Đó. Nên thương yêu là một cách để độ người. Các vị thấy những đức nói chuyện nó đơn giản không? Mà bị cảm giác đúng là nó quá đúng rồi, tâm lý luôn. Rồi con người mà nó sảng khoái khi nghe những lời này. Tại vì nó không có một cái gì làm cho quý vị nặng nề chứ nha. Đó nghĩa là cái cách giảng pháp của những đức là làm cho quý vị nhẹ nhàng hết cái tâm luôn. Quý vị sẽ không bao giờ bị vướng bận nặng nề gì luôn để suy nghĩ nữa. Quý vị sẽ cảm thấy trong cái giây phút được nghe đó đó, là quý vị nó đang thả hồn vào một cái cảnh giới gì mà làm cho quý vị thư thớ lắm à, nhẹ nhàng lắm. À, còn cái cách giảng pháp mà nó có một cái ràng buộc, giảng pháp mà nó có một sự câu thúc, giảng pháp mà nó có một cái ý đồ là nó khác nha. Cái câu nói đó, nó làm một từ trường rất nặng nề, giống mình giảng pháp mà mình, cái cách nói của mình là mình đang chỉ trích ai, làm cho một từ trường làm cho nặng nề lắm. Còn khi mình đã không còn cái tâm đó nữa là mình giảng pháp rất tự tại, nghe nó nhẹ nhàng, nó đi vào lòng người. Và có người tự nghe tự nhiên ta thoải mái an lạc dữ lắm. Nên con người sống trong cuộc đời này, cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta đó là gì? Bản thân mình vui chứ gì. Khi mình vui rồi mọi người sẽ vui thôi. Chứ mình mà buồn kêu người ta vui sao mà được. Nhưng Đức hỏi quý vị nè, quý vị mà buồn sao quý vị kêu người ta vui? Quý vị buồn là quý vị thấy cái gì cũng buồn chứ nha. Nên cái câu nói người buồn cảnh vật có vui bao giờ, đúng không? Hả? À, buồn thì sao cảnh vật vui được đó. Nên mình mà vui cái là mình nhìn liền, nhìn trăng sáng trước giường, dưới đất ngỡ là ước, ngẩng đầu nghe thương nhớ, cúi đầu nhớ cố hương. Đó, thấy chưa? Đó. Khi mà vui gọi là xuất khẩu thành câu. Thấy không? Nó rõ ràng lắm, nhưng vẫn đâu. Tâm vui là cảnh vật vui. Tâm vui là người sẽ đẹp. Khi mình vui nhìn người đó đẹp không à? Mình buồn nhìn người nào cũng xấu. À, mình buồn nữa mình nhìn ai thấy cũng xấu, xấu xí lắm. Còn mình vui là mình nhìn thấy ai cũng đẹp. Nhưng giờ những đứa nhìn những ngôn mà không đẹp vô cùng. Tâm nó vui á. Nó. Bây giờ mình nhìn qua sư cô này giờ cái đầu sư cô có thẹo mà nhìn nhắn đẹp. Tại vì cái tâm vui là nhìn nó sẽ đẹp. Nhưng mà cái tâm mình bực bội rồi mình nhìn cô Nhật là mình ghét liền. À, viên Nhật là giờ là Diệu Hiền. Phải không? À, Diệu Thành. À, Diệu Thành đúng rồi. Đổi là Diệu Thành. Từ khi đổi tên tới giờ là cô Nhật, ý quên cô Viên Nhật là hoàn toàn thay đổi luôn. Tại Diệu Thành, Diệu là Diệu tâm mới thành đạt. Đó. Đúng không? Diệu tâm mới thành đạt. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình, quý vị ơi, cái tâm nó Diệu là thoải mái lắm. Nó, cái tâm Diệu là rất thoải mái, cái tâm Diệu và tâm Hiền, nó rất là thoải mái lắm nha quý vị. Diệu là tâm gì nhẹ nhàng đó. Còn cái tâm mà nó không Diệu là nó nặng nề dữ lắm. Nên mình sống làm sao cái tâm mình nó dịu lại. Vì trong cuộc đời này nó có quy luật sinh tồn. Cái gì nó đến nó sẽ đến. Còn bản thân mình hãy sống những ngày tháng cho nó đặc biệt một chút. Thấy không? Đặc biệt. Không cả bản thân những đức tu hành lâu lâu những đức cũng gặp sự cố đó quý vị. Lâu lâu những đức cũng phải gặp này gặp kia. Nhưng mà sự chuyển hóa rất là mau. Vì sao biết không? Vì những đức mỗi ngày an tâm cho người ta không à? An tâm cho người ta là đa phần nhiều an tâm. Rõ ràng cái nhân an tâm cho người ta, cái quả chuyển hóa chính mình. Thấy chưa? Mình không cầu nó cũng có quả. Mình chuyển hóa rất là mau. Đó nên cuộc đời của người mình hãy sống những ngày tháng thương yêu đi. Mang tâm thương yêu là điều hạnh phúc nhất. Dù ai đối xử với mình như thế nào,
nhưng mang tâm thương yêu vẫn là điều hạnh phúc. Nhưng mà khi nó thoải mái cái tâm thì nó mới thương yêu. Còn sân si không bao giờ thương yêu đâu quý vị ơi. Thật sự thì quý vị khi mà sân si lên rồi là ai đến mà gặp quý vị là quý vị nói yeah! Sao thương yêu được? Sân si mà. Mà khi mình vừa sân si thì mình nóng tính, mình đang ngồi gì nghe, người ta vừa đi đến gần, người ta nhìn mình cái là người ta đi chỗ khác. Mình chưa nói một câu nào luôn mà người ta nhìn mình là người ta đi chỗ khác liền. Vì người ta thấy mình đang sân si, người ta sợ đến gần mình lấy lửa cho người ta. Thấy điều nguy hiểm không? Nên con người mà sân si là đoạn duyên đoạn phước đó quý vị. Nên từ nơi đó mà tu hành làm sao dịu cái tâm lại, con người cho nó thoải mái lại, nó nhẹ nhàng lại, đó là nó khỏe nhất. Có thằng bé nhỏ nhỏ, nhìn nhỏ nó đầu cổ thẹo, nó khờ khờ. Có cái câu chuyện Dương Đầu Ngốc đó, niệm Phật mà thành công mà đứng giảng sanh. Cuộc đời mình tuy là mình không được thông minh lanh lẹ, nhưng biết niệm Phật là điều hạnh phúc nhất. Mà niệm Phật không ai cười mình chứ nghe. Người ta, người niệm Phật không ai người ta chê cười mình. Chê cười người ta mang tội thì sao? Mình được lanh lẹ là mình mừng, mà mình đi chê cười người ta khù khờ là mình tội. Thấy không? Nên người tu không ai chê cười mình hết con. Cái quan trọng là mình siêng niệm Phật để thay đổi cuộc đời mình sau này. Khi đời này đi đến thế gian này, mình nhìn mình nó bệnh hoạn rồi khù khờ, nhưng mình biết niệm Phật, mình về cực lạc mình sẽ trở thành bậc đại trí tuệ như Dương Đầu Ngốc đó. Nên con người mà khờ mà biết niệm Phật còn hơn người lanh mà đi làm ác. Người lanh mà đi làm ác tương lai đi đọa lạc, người khờ mà đi niệm Phật tương lai làm Phật. Nên người mà biết niệm Phật là người hạnh phúc, người mà biết niệm Phật là người giàu sang nhất trong cuộc đời này. Nên quý vị niệm Phật, quý vị đừng bao giờ nói thay chữ nghèo. Tại vì mình biết niệm Phật tương lai mình làm Phật mà nghèo cái gì? Không có nghèo nữa đâu. Biết niệm Phật là hạnh phúc nhất, biết niệm Phật là giàu sang nhất. Và nương vào Phật là điều bình an nhất, không có gì phải sợ hãi nó chứ. Giống như ngài Hư Văn ngài nói, trong tâm có Phật thì ta không sợ mưa sa lớp lớp, ta không sợ nắng gió ba đào, và ta không sợ bồ cào của Bắc Giới, rồi ta không sợ đào bớ tứ tung. Thấy chưa? Trong tâm mà có Phật là nó không có sợ cái gì chứ, nó lạ lắm. Mà trong tâm không có Phật là nó lo sợ đủ chuyện. Sợ người ta làm mình này kia, làm mình kia, người ta gạt mình, người ta đối xử với mình cái gì cái gì. Mình lo tùm lum gì, trong tâm có Phật. Mà trong tâm khi không có Phật là trong tâm nó sẽ có thủ đoạn, và trong tâm nó sẽ có sự lo âu sợ hãi bất an. Mà trong tâm đã có Phật rồi là mọi việc nó đều an hết. Nên quý vị phải để trong tâm quý vị phải có Phật. Phật là chữ giác ngộ nên nó quá giải hết. Phật là một vị trí mạnh nhất. Nên tất cả mấy cái thằng mà lãng quạng nhào vô tâm mình, Phật xúc nó văng ở ngoài hết chứ. Vẫn chưa hả? Đó, trong tâm có Phật là đặc biệt lắm á. Có một cái cô kia kìa, cô mới vô chùa mà cái tay cô đi có làm nè. Vậy mà cô ở chùa mình một tuần lễ thôi, ở bên Đại Tùng Lâm, bữa nay gặp lại tay đi bình thường luôn. Những đứa hỏi cô có uống thuốc gì mà, và không dùng thuốc gì luôn. Chứ sao mà cô khỏe của nó, niệm Phật và cười. Kinh khủng không? Niệm Phật và cười đủ rồi. Bình an vô sự, không cần lo nghĩ gì. Mỗi ngày nghe thầy giảng bình an vô sự, thấy không, nó trị bệnh luôn, nó thấy đặc biệt không? Nên cái tâm bình an là cái tâm hạnh phúc nhất. Nên mong rằng những bài học tập này chúng mình nên trân quý hoàn cảnh này. Làm sao mình trân quý, chân thật trân quý hoàn cảnh này. Mà hoàn cảnh này mình trân quý được là nhờ cái ơn Hòa Thượng xây cái hoàn cảnh này, nên mình có được ở chỗ này. Chứ không có ngôi chùa này sao mình ở đây. Bây giờ những đứa có thương các cô, những đứa không ở đây, những đứa dẫn các cô đi, mình vẫn khổ tao té tu. Thấy không, mấy cô có đi theo những đứa cũng khổ. Tuy là nói rằng là dù cho là một mái nhà tranh có nhiều quả tim vàng cũng thấy tốt, nhưng mà nhà tranh mà không có gạo thì lúc đó tim vàng đâu không thấy. Không còn tim vàng đâu, từ từ nó chuyển thành bạc, nó chuyển thành đồng. Bạc là gì? Là bạc bẽo. Khi không có tiền nó sẽ bạc bẽo. Không có tiền nó bạc bẽo thiệt á, không phải giỡn đâu. Tại vì không có lo cho nó được. Bây giờ lo nó đầy đủ nên nó vui. Chứ ngoài ra mà không có tiền thì bạc bẽo. Tại vì nó không có tiền thì nó đói. Mà nó đói thì lúc đó nó có mầm mống, thì lúc đó nó thành bạc bẽo chứ sao. Nó thấy không? Nên có thực mới vượt được đạo. Nó có thì gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đúng không? Thiên thời địa lợi nhân hòa. Mình bây giờ thiên thời là vị trí chỗ ở của mình đâu rõ đàng hoàng, thấy không? Nó, từ nơi đó mà bây giờ thiên thời địa lợi chỗ ở mình ổn định nè. Bây giờ nhân hòa là con người sống biết tu hành, sống với nhau hòa thuận.
nó lợi hòa cùng chia. Những đức quản chúng thời gian rất là lâu. Xưa trên Đà Lạt cứ thường giống như phiền não khó khăn la lối sùm tối ngày. Nên như đức thường nói mình không phải là diễn bên ngoài mà sân si thiệt. Có những người thì ta có thể la lối mà tâm ta không sân si, cái đó mình kiểm lại cái tâm mình. Còn như mà mình la mà tâm mình sân si luôn, tổn dữ lắm, khó khăn, mình tổn mình ghê. Hồi xưa chính bản thân những đức còn 49 kg ốm mà hô kỳ cục, đen thui, da thì dày dai như là da khỉ già. Khi nó sân si rồi nóng tính giận hờn thành cái hình cái gì kỳ cục, ốm đen móc, đen móc đen móc luôn, thấy ghê. Con bé nhỏ xíu xíu mà áo vàng vàng ngồi tuốt dưới, cho con lên đây ngồi này con, nó xíu tội nghiệp nó ghê, nó ngóc đầu lên hoài. Con bé mà nhà của 4-5 chị em á, lên hàng trên này ngồi con, lên đây ngồi đó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy khi mình thương yêu dễ độ người hơn. Thương yêu cũng có dạy chứ không phải không dạy. Cái căn tính ngày xưa người ta nghiêm ngặt đồ người ta thành công, nhưng căn tính bây giờ mà nghiêm quá đi mất tiêu chứ. Cuối cùng mình trở thành kẻ cô đơn. Giống như một cô gái đứng ngay cây dừa. Giống như cô gái bằng áo dài đẹp mà đứng ngay cây dừa chỉ có một mình. Cô đơn quạnh quẻ. Nên từ nơi đó vẫn là thấy mình khổ. Khổ. Nên những đức thấy tất cả Phật tử mình biết đạo, mang tâm thương yêu người thân, thương yêu, tha thứ là cách độ người hay nhất. Vì mình thương yêu, mình lo lắng cho họ quá, giết họ quý mến mình quá, sợ mình buồn, nghe lời. Này là 100%. Có một cái chú này, ông nuôi mấy đứa nít, thương đứa nít lắm. Quý vị cứ nghĩ đi, con người ta mà chú nuôi xong nó gặp ba mẹ nó tới là chạy trốn. Sao ba mẹ nó bắt về thì hỏi là theo với ba mẹ hay theo chú Tâm? Nó là theo chú Tâm, không theo ba mẹ. Hỏi vì sao? Chú Tâm thương con chứ bao giờ gầy la đánh đập con. Ba mẹ còn gầy còn đánh con, chú không đánh con. Con giỡn với chú, con leo đầu cổ chú con ngồi, chú cũng cho. Nhưng mà cuối cùng nó thương ổng thấy ghê chở chở, đeo ổng quá trời luôn. Định cho ổng qua bên kia phụ công chuyện. 6 đứa nhỏ nó đòi đi về, ghê không? Kinh chưa? Đó, nó thấy chưa? Cái thương yêu quá, nó đeo đẳng theo vì nói nó nghe chứ sao giờ theo. Còn nếu không thương sao đổ? Dù như mình thương bằng nội tâm, người ta không hiểu. Giờ con người bây giờ ở đây, những đức nói tôi thương mấy người bằng nội tâm không mà.
tôi để mấy người khổ cực, tôi thương mấy người lắm, để cho tương lai mấy người giáng sanh. Có khi nó không có giáng sanh mà nó đoạn duyên giữa mình với nó luôn, tại vì mình thương nó bằng nội tâm, nó không hiểu. Khi con người nó trải qua thời gian nó mới hiểu mình thương nó. Còn trước nhất ban đầu nó đi mất tiêu rồi sao mà thời gian đâu mà hiểu nữa. Thời gian nó bị lạc đi cái tâm tu đạo. Nên nó được ở bên mình, nó sau này từ từ nó được hướng đến đạo pháp luôn. Còn nó đi mất tiêu rồi sao mà nó hiểu được cái điều đó nữa, nó khổ, nó lầm lũi luôn. Nó nên mình thấy rõ ràng cái tâm thương yêu nó mới độ người quý vị, như ngày xưa những đức săn si, những đức cũng thương người. Không mà những đức ngày xưa thì lúc nào la nhưng mà thương thì những đức cũng thương chúng, nên chúng sống ngàn mấy trăm người nó ổn định. Trên đó cũng thương người ta lắm. Nên sau này những đức đi xuống đây nhiều người, người ta cũng chạy xuống đây theo. Nó hình thành mau thấy chưa? Đi đâu người ta chạy theo đó nên nó hình thành rất là mau. Là do thương yêu, lo lắng, quan tâm mà mình tỏ thái độ luôn. Vì con người bây giờ mình phải tỏ thái độ quý vị ơi, mình phải nói mình thương họ, rồi mình phải nói mình lo cho họ. Mình nói như vậy đó nó được, chứ mình nói là tâm tôi thương mấy người lắm, tôi thương mấy người bằng cả trái tim. nhưng cái hình thức bên ngoài thì mình không có làm thì nó không có hiểu đâu, nó không nghe mình đâu, nó tưởng nó thấy mình nói làm bộ. Nhưng mình thương nó thiệt, nhưng mà mình thương bằng cái tấm lòng thôi. Có cái bà kia mới nói, nếu mà thương bằng tấm lòng không thì tấm lòng nó không có đẻ ra cơm. Phải cho cơm ăn, phải cho đồ bạn thì tấm lòng kia mới có thể nhận thức được. Ghê kinh không? Nên căn tính người mình bây giờ mình phải thương họ, nó hiện tướng nó thương họ, họ mới cảm thấy họ được gần gũi. Cho nên mỗi một người khi mình nghe những bài chia sẻ gì, mình là người nghe đạo, mình là người biết tu, mình nên thương yêu người thân của mình. Thật sự mà nói, có khi gia đình của cải nhiều, có những cái gì mình cho con được thì mình cho, nhưng mình phải dạy. Chứ mình đừng có cho nó bằng cách mà mình chửi nó. Mình cho nó bằng cách mà mình chửi nó thì nó nhận nhưng mà nó không có cảm ơn. Cho mà kiểu như nhiều người ngoài đời người ta mà cầm món đồ gì người ta cho, người ta giục, cho tức tối. Ban đầu nó tao không có cho, năn nỉ quá, cho cầm món đồ liền. Nè, ăn giọng gì đi, ăn đi. Còn có nhiều bà chữ kỳ cục, bởi vì sửa tính này nè. Phái nữ chữ kiểu này là sửa, niệm Phật là phải sửa. Cầm món đồ con nó xin cái cho liền. Nè ông có nội, ăn giọng gì ăn đi. Cả ngày cha có theo đòi tiền không? Mà cái đó là con á, mà kêu bằng cha, kêu bằng cố nội, kêu ông ngoại. Nó, ông ngoại nói là cha mình. Nó, ông ngoại. Nó, nên từ nơi đó mình thấy à, ngộ ghê. Còn có những cô thì kêu con gái mình bằng mẹ. Mẹ ô mẹ. Sao tôi nói mẹ không nghe mẹ? Trời ơi, đã con mà nói mẹ kêu mẹ nghe. Đúng là lộn ngôn. Đúng không? Mẹ ô mẹ, sao tôi nói mẹ không nghe mẹ? Còn có nhiều cô thì nói cha ô là cha, sao tôi nói cha không nghe? Rồi xong á, mới cầm cái tay á, để lên đầu quýnh. Cha ô cha. Trời ơi, cái kiểu này là nó đại bất hiếu. Quýnh lên đầu cha, kêu cha nghe là quýnh lên đầu cha. Có không? Có mà, thôi chứ dưới quê ngày xưa gặp hoài. Hoặc là buổi trưa, cái này là mấy cô phải sửa, có ngày chờ đánh mấy cô. Mấy cô mà nghe câu đoạn này phải sửa. Có khi buổi trưa, 12 giờ trưa, 12 giờ giờ linh, nó ưa có chuyện lu bu. Giờ đó đàn âm ta ưa đi. Nên á,
có những người chửi con giờ chưa. Ông chờ ngó xuống mà coi, dùng cái thứ cha mẹ nó không nghe lời gì hết. Nó chửi vậy đó, chửi 12 giờ chưa. Ghê lắm, cái đó chù ẹo. Cái tội nghiệp đó mắc hết phước, gia đạo lụng bại. Đổi tính nó lại đi. Con mình xin, mình nói nó không nghe, mình càng chửi nó thì càng hư. Tốt nhất nghỉ nói luôn. Tại mình nói nó không nghe, nói làm chi cho mình khổ. Nghĩ nói, quay cái tâm lại thương yêu. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nhớ hẹn nhau gặp ở Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Cuộc đời này tuyệt đối không có khổ, không có buồn nha. Mang tâm tha thứ nha. Chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc nha. Hơi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.